Tháng 2 nhuận 2023, tuổi thân hành kim gặp tháng mão nhuận là hành mộc nên tương khắc cho nên khả năng có sự ràng buộc, ép đặt, thua thiệt, mất mát. Vận tốt lên cho cái tháng thì tuổi thân có thể kết hợp làm ăn với tuổi tỵ, tuổi thìn, tuổi dậu, tuổi tuất. Người tuổi thân ở Nam Bộ với Đông Nam Bộ sẽ tốt hơn các vùng khác. Tháng này là tránh va chạm, xung đột, thị phi. Người dương kim thì tốt mà người mệnh âm kim thì có vẻ xấu hơn. Khó khăn. Mậu thân thì 1968 mệnh thổ sẽ đối đầu với khó khăn và gặp chuyện chẳng lành. Tiền mất mà tật mang, ốm đau có thể đến trong cái tháng này. Canh thân 1980 là mệnh mộc, nhìn chung thì chưa có cái dấu hiệu tăng tiến về tiền bạc và công việc. Tuy nhiên thì nửa tháng cuối thì bắt đầu mới ngóc đầu lên được Tâm trạng tháng này thì dễ mỏi mệt, bất mãn Cuộc sống có sự xáo trộn, gặp sự cố Nhâm thân 1992 là mệnh kim Công việc thì cũng bình thường Mấy ngày đầu tháng thì sẽ gặp một số cái chuyện trục trặc Nhưng sau đó thì sẽ ổn định dần Tháng này vượng quý nhân cho nên là gặp dữ hóa lành Và nửa tháng sau thì ắt sẽ có tiền bạc nhìn chung thì vẫn phải tìm nơi hoa quả sơn để cho cái nhẹ nhàng thân tâm khi còn nhiều cái vết xước trong lòng quý vị nhé